Hello anh em, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là tiếp nối cái series mà kích tăng lực chiến cho anh em nông dân và mấy anh em nạp tầm trung một cách hiệu quả để đi PVP hoặc là PVE. Thì phần 2 này là mình sẽ nói về tính năng huy chương. Thì cái tính năng huy chương này khi mà mấy anh em phải đầu tiên á, khi mà mấy anh em server mới hoặc là mới chơi thì mà mấy anh em phải tìm hiểu về cái tính năng huy chương này, phải biết là tính năng huy chương có tác dụng gì và cái hiệu quả sau này sử dụng nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên đây là cái tính năng giao diện của huy chương. Thì về tính năng giao diện của cái huy chương này thì hiện tại nha, mà nói hiện tại là có 3 kỹ năng bị động và một kỹ năng là chủ động, là chỉ có một cái trường lực này là chủ động là sử dụng được thôi, gọi là dùng skill đấy. Thì nó có trong cái lực chiến luôn, là khi mà anh em đánh thì nó sẽ nằm ở góc bên trái. Tiếp theo là 3 cái bị động cộng thẳng vô chỉ số hoặc là nó sử dụng bị động trong trận, là cái thuẫn diệt, sắc bén và cái trái tim vĩnh hằng. Thì mình chỉ nói sơ qua thôi, cái này chắc mấy anh em cũng biết rồi, hoặc là mấy anh em đọc qua cũng hiểu, là cái thuẫn diệt này là boost giáp cho anh em bị động trong team. Cái sắc bén này là nó sẽ cộng chỉ số là tấn công, HP, bạo thương, bạo kích hay gì tới tấn công, bạo kích, tấn công, bạo thương. Thì cùng cái trái tim này là cộng HP là chỉ số thủ, một cái là cộng công, một cái là cộng thủ, một cái là boost bị động, một cái là gây đam chủ động. Thì tại sao mình mới nói anh em phải tìm hiểu cái huy chương này và tăng lực chiến huy chương này cho kỹ? Tại vì sau này sẽ có cái tính năng chiến thuật, và cái trường lực này sẽ hỗ trợ cho cái tính năng chiến thuật gần như là 100% các trang bị thẻ có gây hiệu ứng bằng trường lực. Thì sau này khi mà ra cái tính năng chiến thuật mình sẽ nói sau. Rồi, tiếp theo là cách mà để tăng lực chiến. Thì mấy anh em để ý đây là lực chiến của mình ở ngoài đây, thì thường mấy anh em cứ để dành nguyên liệu hay là không có chịu đi farm ảo cảnh. Thì mình nói luôn, ảo cảnh là một trong những nguồn tài nguyên rất là lớn và một trong nguồn tài nguyên chính để mấy anh em farm thẻ huy chương và kiếm huy chương rất là nhiều mà mấy anh em bỏ qua. Thì sau đây mình nói ví dụ, bây giờ để mà tăng lực chiến thì có rất là nhiều cách khác nhau mà mấy anh em không có tận dụng được. Ví dụ mình nói trong cái trường hợp này, khi mà chọn cái ấn này, khi mình để dành những cái rune chọn ấn này thì mình để các bạn tăng lực chiến, thì hầu như kết mà để đẩy lực chiến lên cao nhất là chỉ có chỉ số tấn công và chỉ số HP, các chỉ số còn lại tăng rất là ít, mà tấn công thường là chủ yếu. Thì cho nên khi mà chọn ấn mấy anh em sẽ ưu tiên ấn tấn công nhà mình, bỏ qua phòng thủ, trọng thương, HP gì bước hết, tấn công sẽ là chủ đạo, tại vì tất cả các quân tướng sau này đều đam theo tấn công hết. Cái HP chỉ là phần trăm cũng cỡ từ 25 đến 30, 35% thôi, không cao, cho nên tấn công vẫn là đam chủ đạo. Mấy anh em phải hiểu là từ đi PvE với PvP hay là kỹ năng của quân tướng nó vẫn là cộng theo chỉ số tấn công là chỉ số chính. Chừng nào mà nó ra một quân tướng nó cộng theo thẳng 100% HP thì lúc đó mới tính tiếp. Rồi, chúng ta sẽ chọn tấn công. Thì đây là một ấn vàng tấn công, và những cái rương nguyên liệu này mình farm rất là nhiều mà hầu như mấy anh em không có để ý. Rồi, tiếp theo mình chọn thêm tiếp cái rương này luôn. Rồi để mình nâng lực chiến cho mấy anh em coi. Thì mấy anh em coi vô, khi mà một cái thẻ mấy anh em nâng cấp lên nó sẽ tăng bao nhiêu lực chiến. Đây, thì mình vô cái phần huy chương mình tăng lên. Ở đây là phần sắc bén nha, mình vô cái phần hồi nãy mình mở cái phần sắc bén lên. Thì mấy anh em coi nha, mấy anh em phải coi chỉ số là ở cái phần này là 4. Ở cái phần này của điểm của mình ở đây là 4 rồi, nhưng mà mấy anh em coi cái thẻ này. Một bên là cái thẻ này khi mình nâng lên nó sẽ tăng tấn công, HP, hiệu quả này, trọng thương. Mấy anh em phải chết thêm bên đây là cộng cái gì? Cái thẻ bên đây nó, hai cái thẻ này mấy anh em phải coi chỉ số là nó cộng có khác nhau hay không. Nếu mà nó cộng mà giống nhau á thì mình cứ nâng bình thường, còn mà nếu mà nó khác nhau thì mình phải coi về chỉ số. Đầu tiên là mình có hai cái thẻ này nè, đây hai cái thẻ để nâng. Thì bây giờ cái thẻ này 4 rồi, mình muốn đẩy lên luôn 5 để mình nâng sau này match cái này trước, rồi sau này mình đổi qua cái sau. Thì mình nâng lên khi mà một cấp của nâng á, này một cấp nó lên á là 2000 lực chiến đối với thẻ cam nha. Xin thưa với anh em là 2000 lực chiến đối với ấn cái ấn cam này nha. Còn cái ấn xanh xanh này bình thường á là khoảng có tầm 200 đến 500 lực chiến, thì nó sẽ tăng rất là nhiều. Nhưng mà mấy anh em không chịu nâng, cứ để trong rương tích nhiên liệu làm gì, chứ cứ dùng hết đi. Tại mấy cái này á nó sau này nó không có để mà farm đâu, chỉ khoảng có là sự kiện 3 tháng một lần, 4 tháng một lần nó mới có trong cái trạm tiếp tế, và nó tăng tỷ lệ red rớt thẻ. Cho nên mấy cái lại ảo cảnh á, khi mà mấy anh em mà đi á thì nó sẽ ra gần như là đi mát tầng 200, ở CVC cũng chỉ bây giờ là tầng 200 là hết xuất quách thôi, không có lên cao được đâu. Cho nên mấy anh em phải cần lưu ý mấy cái điểm này. Rồi, tiếp theo về tăng tiếp cái thẻ này, đây mình coi về chỉ số thẻ là cái này là nâng lên một, cái này một chấm là lên nữa thôi, mình nâng lên cấp 6 nè, tăng bao nhiêu được tấn công nè, đấy 1000 đấy. Tiếp theo luôn, tăng tiếp đó là 2000, sơ nãy giờ không là mình có được 6000 lực chiến rồi. Và những cái thẻ này nó tăng cũng cỡ tầm từ 300 đến 500. Cái thẻ thủ tăng ít lắm, thẻ thủ tăng không bao nhiêu. Đây thẻ thủ, thẻ thủ tăng 4000 luôn á, vãi. Từ cấp 7 lên cấp 8 tăng 4000, và mấy cái thẻ này nè. Tiếp theo nữa mình nói thêm cái phần này luôn. Mấy cái chip xanh này nè,
Lúc đầu mấy bạn chưa nâng á, thì nó sẽ dư rất là nhiều. Sau này cái chip xanh này nó sẽ rất là khan hiếm. Nếu mà các bạn nâng cái ống trường lực á, thì mình nên á, mình khuyên nha, là các bạn nên để dành cái chip xanh này lại để nâng cho cái trường lực uốn khúc hơn thay vì nâng mấy cái khác. Tại vì mình phải ưu tiên cái trường lực uốn khúc trước, tại vì nó là skill chủ động khi mà đi BBB hoặc là BVE, và sau này nó sẽ kích hoạt cái tính năng chiến thuật và nâng nó rất là tốn. Từ cấp 3 lên cấp 4 nâng rất là tốn nhiều cái thể chip này, nên mấy anh em phải lưu ý để dành cái thể chip này để dùng cho cái trường lực sẽ ngon hơn, nó sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà mấy anh em nạp mà vô thì cứ nâng thoải mái bình thường. Đấy là ý kiến riêng của mình chia sẻ thôi. Rồi tiếp theo mình nâng thôi. Đấy, mình nâng những cái thẻ này nó lên được chiến rất là nhiều mà mấy anh em hầu như không để ý. Đấy, cứ một lần nó lên 300, 400 được chiến và nó lên rất là nhiều. Mấy anh em chỉ cần chết là mình có cái thẻ nào trong đây và mấy anh em nâng cấp lên thôi. Đấy, rồi. Đấy là phần về phần nâng cấp thẻ và huy chương. Rồi về phần farm. Thì phần farm đây sẽ là phần ảo cảnh. Đây mình sẽ nói là phần ảo cảnh luôn. Thì vì cái đợt ảo cảnh này mấy anh em sẽ phải farm nha. Mấy anh em sẽ phải farm rất là nhiều. Thì ở đây là có những ải, ví dụ như mình đi tầng 200 rồi, giờ này mình lười quá mình không đi nữa. Thì ở tầng 200 này là mấy bạn phải đi đội hình phải vượt. Thì sau này khi mà nào mà ra câu mực thì nó sẽ dễ đi hơn. Của mấy anh em mà lực chiến yếu mà không có Tatsumaki, mình nói thiệt luôn, kể cả SSR cộng bây giờ mà không có câu mực như Kabuto hay Chày hay là Boros gì đi cũng không nổi. Mình nói thẳng với mấy bạn luôn là chỉ có dùng Tatsumaki mới đi được thôi. Rồi sau này có câu mực thì may ra câu mực nó gánh cho, chứ còn mà câu mực thì đi mấy con khác cũng ti. Mình nghĩ là tầng mình nghĩ là đi tới tầng 180 mà đi bằng tướng SSR cộng á nha, mà không dùng Tatsumaki á thì mình đi cũng cỡ tầng 189, từ tầng 190 trở lên là co bơm nó rất là trâu và nó hồi máu lại nữa. Cho nên mình nghĩ nếu mà không có Tatsumaki hoặc là những cái con nào mà có đam DOT thì rất là khó đi. Nên mình không biết mấy bạn đi sao nha, nhưng mà riêng bản thân mình ở bên CVC mình trải nghiệm là nó như vậy. Con Kabuto của mình 17 triệu máu co mực có Samurai nguyên tử mà đi tầng 190 tới tầng 200 vẫn phải dùng Tatsumaki với lại Vaximen là chuyện bình thường. Đấy, rồi về phía ảo cảnh thì các bạn đi, còn mấy bạn mà để muốn kiếm thêm nguyên liệu thì mấy bạn vượt cái này nè, vượt cái ải mà ải khó, cái ải mà ải vàng vàng đầu, cái đầu vàng dưới đây nè, thì nó sẽ được nguyên liệu và nó sẽ hạt hơn, tại vì nó còn tới 3 đồ hình lẫn cùng ở trên đây thì các bạn farm tài nguyên bình thường. Rồi cái tiếp theo nữa là ở trong cái phần tinh luyện, trong cái phần mà chạm tiếp tế, thì ở trong cái trần mà chạm tiếp tế linh kiện này ấy, thì mấy anh em phải chờ nó tăng red thôi. Nói chung là tiếp tới huy chương này nó chỉ tăng red thôi, mà cái tỷ lệ tăng red của nó là chỉ có mỗi 20 lần, thế này là 50, khi mà có tỷ lệ thì nó sẽ tăng lên 75%, mà tỷ lệ nó sẽ ra được nhiều hơn mấy anh em nâng cấp. Thường á bây giờ đa số mấy anh em đang bị chững lại tại vì thiếu cái đá nâng cấp. Cái đá nâng cấp là cái đá này nè, đây nè, đây cái đá này thiếu rất là nhiều. Cái đá này rất là quan trọng nha. Thì cái shop này nó sẽ random cái huy chương này mỗi tuần một loại khác nhau. Và mấy anh em nếu mà tích cái này thì mình khuyên là tích đổi đá, đừng đổi thẻ, tại đá nó sẽ rất là hiếm hơn. Thì đợt trước hình như mình nhớ không lầm là sự kiện Noel đợt vừa rồi nó hình như nó cho đổi đá hay sao, đổi một viên. Thì đó, mấy anh em đổi viên nó sẽ nâng cấp rất là nhiều. Rồi cái thứ ba nữa là cái nguyên liệu nhỏ mini kiếm ở đâu, thì nó sẽ ở trong phần thưởng của cái những cái chiến khu vô tận nè, quyết đấu võ quán hay là những cái thứ khác, thì mấy anh em sẽ đổi. Ví dụ như ở đây trong cái phần tiệm nè, đây mấy anh em sẽ đổi ở đây, đây tiệm nè, thì mấy anh em sẽ đổi được thẻ nâng cấp tím. Thì mấy cái thẻ này mấy anh em đổi bình thường đó, có không cứ đổi thôi chứ đừng có tiếc làm gì. Mấy cái điểm này là một là mấy anh em sẽ đổi lõi, hai là mấy anh em sẽ đổi cái thẻ này. Ví dụ như ra mực thì mấy anh em muốn đẩy lên mực sớm thì mấy anh em có thể đổi lõi mực chứ hồn. Thì mấy cái lõi này khá là chua tại vì nó 5.200 lận, còn mấy cái thẻ này thì nó tăng lực chiến liền luôn. Quan trọng tùy trường hợp mà mình lựa chọn để mình đổi những cái thứ khác nhau trong này. Đấy, tiếp theo là thẻ có thẻ lam luôn này, thì mấy anh em đổi thôi, mình cần cái nào thì mình đổi cái đó để tăng lực chiến nó hiệu quả hơn. Sau này khi mà ra cái tính năng chiến thuật ấy, thì cái trường lực này sẽ cực kỳ, mình nói như nhấn mạnh nha, cực kỳ quan trọng khi mà mấy anh em muốn đi PvP. Cái PvP thì nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đi PvP cái trường lực này á, khi mà nó sẽ có hai loại, một con là đòn phủ đầu, là khi mà dùng trường lực á, là một con tướng trong team bạn á, sẽ tiến hành chi kích nếu mà lấp thẻ, hoặc là hồi máu, hoặc là hồi máu cho cá nhân, hoặc là hồi máu cho toàn đội. Thì nó sẽ có nhiều cái tính năng khác nhau, mấy anh em sau này khi mà ra tính năng rồi mình sẽ giải thích thêm. Cái này clip này mình chỉ nói về cái tăng tính năng và tăng lực chiến và cái huy chương nó sẽ tăng lực chiến như thế nào và cách nâng cấp để cho nó hiệu quả. Rồi ok, cảm ơn mấy anh em đã theo dõi. Nếu mấy anh em cần hỏi hay thắc mắc gì thêm thì mấy anh em sẽ comment ở dưới, mình sẽ giải thích cho mấy anh em.
Còn mà nếu mà nói về khi mà xem mấy video lắc á, thì dạo này cũng có một số anh em comment cái này lắc á, thì mình nghĩ là do mạng lắc, mình nghĩ do mạng nha chứ không phải do video, tại vì mình coi ở nhà hay là mấy anh em khác á, coi vẫn bình thường, nó không bị sao hết. Cái này là do mạng chứ không phải do mình quay nha, mình cũng kiểm tra nhiều lần rồi. Ok, cảm ơn và chúc mọi người một mùa Tết tốt lành, để hôm nay là mùng 5 rồi, mùng 6 là hết Tết rồi.